Nhiều đơn hàng đổ về nhưng doanh nghiệp ngành phụ trợ không đủ nhân công để thực hiện. Nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo chiếm hơn 85% nhưng nguồn cung lại thiếu hụt trầm trọng. Nguồn lao động vốn đã thiếu, nay càng thiếu hơn sau đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang hồi phục mạnh mẽ, doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam dự báo sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để kết nối, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngành nghề khác, ngành này đang đứng trước khó khăn là thiếu nhân lực chất lượng cao giai đoạn hậu COVID. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ công nghiệp, chuyên gia công, sản xuất vật liệu trong các khu chế xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp này đang rất khát nhân lực có tay nghề, kỹ năng để nâng cao năng suất. Dù đã trực tiếp đặt hàng nguồn sinh viên ra trường từ nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề, nhưng đến nay vẫn thiếu hụt. Đó là cái chất lượng của nhân sự chưa theo kịp được các cái bước tiến của ngành công nghiệp phụ trợ, chưa hiểu rõ được các cái yêu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi. Không chỉ về là chất lượng mà còn là về hệ thống quản lý, rồi là các cái yêu cầu quy định về tiêu chuẩn về an toàn lao động, về môi trường cũng như là an sinh xã hội. Và khi chúng ta chưa có cái đào tạo về những cái phương pháp sản xuất tiên tiến thì chúng ta sẽ không thể chống lãng phí hoặc là tiết kiệm, dẫn đến cái việc cuối cùng là chúng ta sẽ hay có cái báo giá cao hơn các nước cạnh tranh khác. Mặc dù Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, nhưng hiện nay nguồn lao động có chất lượng cao vẫn còn hạn chế, đặc biệt là lao động có tay nghề trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ còn rất yếu so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc. Ở ngoài kia công nghệ phát triển liên tục, còn khía cạnh nhà trường thì lại chưa nắm bắt được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp thì lại là không có cái cách thức để kết nối được với cái nhà trường để tạo ra những cái đơn đặt hàng. Và nhà trường thì lại đào tạo theo cái hướng là kiến thức phổ cập, chứ nó không phải là chuyên sâu về một mảng cụ thể nào đó. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để kết nối tham gia chuỗi giá trị toàn cầu khi làn sóng đầu tư FDI tăng nhanh. Tuy nhiên, nhân lực cho ngành này lại đang thiếu trầm trọng. Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ qua đào tạo chiếm hơn 85%, song nguồn cung lại có sự chênh lệch nghiêm trọng so với nhu cầu. Trong quý 1 năm 2022 đã thiếu hụt 10% nhu cầu, tương đương 120.000 lao động tại một số địa bàn, khu vực, cao hơn những năm trước khoảng 2-3%, chủ yếu thiếu hụt lao động phổ thông ở ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ và thiếu hụt ở một số ngành bị tác động mạnh, phải dừng hoạt động dài như du lịch, giáo dục. Tình trạng thiếu nhân lực có chất lượng đã diễn ra nhiều năm qua khi tuyển dụng, hầu hết doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam đều phải đào tạo lại nhân sự. Với công nhân, doanh nghiệp phải mất 2-4 tuần đào tạo chuyên môn rồi mới đưa vào dây chuyền sản xuất. Với kỹ thuật viên cao cấp, doanh nghiệp phải đưa đi nước ngoài đào tạo hoặc đào tạo bổ sung trong suốt quá trình làm việc. Hiện nay thì như chúng ta biết thì nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghiệp và đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ thì đang bị thiếu rất là nhiều. Và hiện nay thì các cơ sở đào tạo hiện nay chưa đáp ứng đủ cái nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã hợp tác với Samsung Việt Nam và các đối tác quốc tế triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý kinh doanh. Năm 2018 đến 2020, Bộ Công Thương phối hợp với Samsung triển khai chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến sản xuất, kinh doanh. 327 tư vấn viên sau khi hoàn thành các khóa đào tạo đã tích cực tham gia các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Cục Công nghiệp và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận và đánh giá cao. Và cái sự hỗ trợ và phối hợp của tập đoàn Samsung cũng như là các chuyên gia, thì những cái chương trình như là chương trình tư vấn đào tạo tư vấn viên, rồi chương trình nâng cao cái cải tiến cái năng lực của doanh nghiệp thì cũng đã được các cái thành viên tham gia, là đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà trực tiếp tham gia sản xuất đánh giá rất cao về chương trình này, về thực sự là những cái kiến thức nó rất là bổ ích, cũng như là các cái doanh nghiệp cũng như các cán bộ tham gia chương trình có cơ hội tiếp cận những cái công nghệ, những cái phương pháp quản lý mới nhất của những cái nước phát triển như Hàn Quốc. Học viện hướng nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam bên trong khu công nghiệp ở Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là mô hình đầu tiên giúp đào tạo đầu vào nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.
Theo kế hoạch thì học viện này hàng năm sẽ đào tạo khoảng 10.000 lao động phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời là học viện thì có kế hoạch hợp tác với các cái trường đào tạo chất lượng cao như trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, học viện Nova Edu để mà đào tạo các cái kiến thức, các kỹ năng mà đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp ngay khi ra trường có thể tham gia vào sản xuất các cái sản phẩm mà phục vụ cho ngành công nghiệp được ngay. Học viện tổ chức đào tạo thực tế công việc cho các sinh viên mới ra trường, giúp các em thực tập và làm việc ngay được tại các nhà máy trong khu công nghiệp. Chất lượng đào tạo của nhà trường được củng cố bởi sự tham gia hướng dẫn trực tiếp của các quản đốc, lãnh đạo nhà máy. Nhờ đó, sau khi được đào tạo, sinh viên đã có thể tham gia sản xuất với tay nghề cao và doanh nghiệp cũng không phải mất công đào tạo lại. Là một trong những trường mà đào tạo trọng điểm các nghề công nghệ cao, đặc biệt là cái khối ngành kỹ thuật, thì Hiệp hội Hanshiba là một trong những đơn vị là tập hợp rất nhiều các doanh nghiệp, các tập đoàn liên quan đến các ngành công nghiệp hỗ trợ. Và đây là một trong những hiệp hội mà bao gồm rất nhiều những đơn vị như vậy, là cái cơ hội cho nhà trường, cơ hội cho sinh viên trong quá trình học để trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cũng như là cơ hội việc làm sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường. Việc thành lập học viện các ngành công nghiệp hỗ trợ là rất có ý nghĩa để mà đào tạo chính nguồn nhân lực phục vụ ngay cho chính các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp này. Và đây là những ngành công nghiệp quan trọng để góp phần di chuyển cơ cấu kinh tế mà Đảng và Nhà nước đang thực sự quan tâm. Với mô hình đào tạo giáo dục hoạt động phi lợi nhuận, học viện sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hình thành các startup hỗ trợ các đề án, dự án nghiên cứu phát triển các lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Học viện sẽ kết nối các trường nghề, công nhân kỹ thuật tới các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước khi đến đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, Hanship. Về cái nhu cầu nhân lực của các ngành hỗ trợ tại Hà Nội cũng đang là một nhu cầu rất lớn. Tuy nhiên, cái công tác đào tạo của nhà trường thì số lượng sinh viên có hạn. Tôi nghĩ là mình trường công nghệ cao Hà Nội cung ứng nguồn nhân lực chưa đủ, tại vì cái số lượng của trường công nghệ cao Hà Nội cũng chỉ mỗi năm là ra trường hơn 1.000 sinh viên. Nhưng trong thực tế thì trong hiệp hội, các công ty trong hiệp hội là có nhu cầu rất lớn trong các ngành nghề, công nhân kỹ thuật ngành nghề thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ. Hiện Hà Nội có khoảng 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, lắp ráp ô tô và cơ khí chế tạo, phục vụ ngành dệt may, da giày, phục vụ công nghiệp công nghệ cao. Trong đó khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giá trị sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Công nghiệp hỗ trợ được xác định là một trong những lĩnh vực then chốt đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Việc thúc đẩy hỗ trợ phát triển, thu hút đầu tư cho khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội sẽ giúp giải quyết nhiều điểm nghẽn của ngành công nghiệp phụ trợ thủ đô, như cân đối bù giá, giảm giá thuê đất công nghiệp cho các doanh nghiệp phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ chất lượng, cung ứng, hỗ trợ hình thành các dự án khởi nghiệp startup trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 2 năm qua thì do ảnh hưởng của dịch Covid và rất nhiều những doanh nghiệp đóng cửa trong thời gian dài, và sau đó là chúng ta cũng đã trở lại cái cuộc sống bình thường mới, thì tất cả các nhu cầu của doanh nghiệp và những cái đơn hàng nó đang tồn đọng. Thì bây giờ các doanh nghiệp đã bung ra và cái số lượng nhân lực mà các doanh nghiệp cần là rất lớn. Với các trường đào tạo cũng như là trong đó là có trường công nghệ cao Hà Nội về đào tạo doanh nghiệp. Thế tuy nhiên là để sinh viên của các trường cũng như là sinh viên của trường công nghệ cao Hà Nội để tiếp cận được cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp trong công việc, thì ngoài kiến thức chuyên môn, kiến thức về kỹ năng nghề thì các em cần phải tiếp cận rất nhiều những kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng về ngoại ngữ. Dự báo năm 2030, nguồn nhân lực ngành công nghiệp phụ trợ sẽ phải đáp ứng được 80% nhu cầu, trong đó nguồn nhân lực các ngành công nghiệp cơ khí, ô tô, máy nông nghiệp, điện tử sẽ được ưu tiên. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp phụ trợ, sự gắn kết giữa ba nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Về lâu dài, để đáp ứng sự tăng trưởng của ngành công nghiệp hỗ trợ, chất lượng lực lượng lao động cần được nâng cao để thu hút các nhà đầu tư. Những giải pháp trước mắt hơn nữa cho vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực để khôi phục sản xuất bị gián đoạn do đại dịch đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều bộ ngành và đặc biệt là sự hợp tác tích cực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Nhiều trường cũng đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để kịp thời cung ứng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
có cái sự phối kết hợp giữa cái việc đào tạo và cái việc cung ứng các cái nguồn lao động kèm theo những cái cơ sở hạ tầng, thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái bước, một cái sự thay đổi, một cái bước tiến, một cái bước ngoặt rất là rõ ràng, cụ thể, nó thiết thực với cho từng doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng và các ngành công nghiệp khác. Thì là một trong những cái nhiệm vụ mà học viện kết hợp với nhà trường, đó là ngoài cái việc mà cung cấp kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho các em, thì cung cấp và đào tạo cho các em là những cái kỹ năng sống cũng như là văn hóa trong doanh nghiệp, rồi những cái kỷ cương, kỷ luật trong doanh nghiệp. Cái đấy là cũng như là cái thái độ làm việc trong công việc, những cái đó là cái rất cần, mà có khi là trong nhà trường đào tạo chưa thực sự tốt khi mà chưa gắn kết với doanh nghiệp. Thì các em có cơ hội thông qua học viện này thì kết hợp với doanh nghiệp để tiếp cận được cái văn hóa doanh nghiệp, và các em biết được doanh nghiệp từ sớm, từ khi mà các em ngồi trên ghế nhà trường. Tích cực đào tạo thực tế liên quan, ví dụ liên quan đến 5S, liên quan đến quản lý chất lượng, quản lý về an toàn lao động, để cán bộ công nhân viên công ty có thể tiếp nhận được những cái văn hóa sản xuất mới cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã được trao cơ hội lớn để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để tận dụng được những lợi ích này, họ phải giải quyết kịp thời bài toán về nguồn nhân lực có trình độ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua đẩy mạnh hợp tác quốc tế được xem là giải pháp tiên quyết và cấp bách trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Về lâu dài, việc tổ chức các khóa đào tạo, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp về nâng cao trình độ nhân lực, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử và ô tô, hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như chất bán dẫn, bản mạch in, màn hình các loại, camera là yếu tố then chốt để phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ.